của các tuyển thủ Việt Nam vào không, không vào và hết giờ. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan. Đội tuyển mà cũng bán độ. Không, từ rồi sắp tới mày không được đụng tới cái bàn này, biết chưa? Con thích đá banh đến cỡ nào? Dạ, chỉ cần được đá, con đá suốt luôn á. Em là Phong phải không? Em có những tố chất có thể trở thành một cầu thủ làm thay đổi trận đấu. Nếu như bây giờ tôi cho em một cơ hội mà mình mong ước, em tính sao? Mày biến ngay ra khỏi căn nhà này, như mẹ của mày á. Chà chà, dự bị ngàn năm mà cũng được đi tập huấn tuyển trẻ quốc gia cả. Đỡ hơn mấy thằng giữa hai ông cha mới được lên tuyển. Tôi đã dự bị lên đá chính ấy, mà xa lắm. Thời gian tập luyện tới đây, tất cả các em phải nỗ lực hết sức, tập trung rèn luyện về kỹ thuật, về thể lực và về ý chí. Những ai có năng lực, có bản lĩnh thì sẽ đá đội tuyển chính thức. Những người còn lại sẽ ngồi đội chủ bị. Nhưng mà Phong tập một mình vậy nè, nhưng cái Phong tập tốt hơn buổi sáng nhiều. Không hiểu sao cả nhắc banh không có được tốt. Nhiều khi cho banh nó truyền tới rồi không nhìn thấy nó. Phải có chuyên riêng chứ. Đúng như tình số thôi. Nè, mày có phải người Việt không vậy? Hả? Mày có tiền lắm đúng không? Mày có khỏe không vàng hả? Tao không có gì mày trông đợi đâu. Tao không biết không có liên xỉn ở lại ngoài ta. Khi các em khoác lên mình bầu cờ của đất nước, các em không chỉ là cầu thủ bóng đá, các em là 11 chiến binh chiến đấu trong màu cờ sắc áo. Và hơn nữa, các em là 11 niềm hy vọng của hàng triệu trái tim cả nước. Hãy thi đấu xứng đáng với điều đó, dù có phải gục ngã, hết mình với niềm tin đó.